Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giêsu rằng: "Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời?" Đức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo: "Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất nước trời. Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này, vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy. Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này. Quả thật, Thầy nói cho anh em biết, các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan cha Thầy đấng ngự trên trời, vì con người đến để cứu cái gì đã hư mất." Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, phụng vụ hôm nay là lễ kính các thiên thần hộ thủ. Có người không tin rằng các thiên thần có mặt trong cuộc đời, nhưng phụng vụ là truyền thống đức tin đã được sống qua nhiều thế hệ trong Hội Thánh. Kèm theo đó là lời dạy của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy chân lý này, là các thiên thần thực sự có mặt trong cuộc đời. Các vị ấy phụng mạng Thiên Chúa để bảo vệ, hướng dẫn loài người chúng ta đi trong đường lối của Chúa, để biết sống theo chân lý, biết sống theo giới luật yêu thương của Chúa và biết thực hiện cái giới luật yêu thương đó trong cái giao tiếp, trong cái cư xử hàng ngày. Các vị ấy còn bảo lãnh cho phẩm giá của con người chúng ta, bởi vì con người chúng ta đã được sáng tạo nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. Từ đó chúng ta thấy là cần phải đối xử với con người bằng một lòng yêu thương và kính trọng. Tất cả những cái hình thức bạc đãi con người hay là làm gương xấu khiến con người bị hư hỏng và bị tha hóa phải coi như là một tội lỗi rất nặng nề, bởi vì đã xúc phạm đến hình ảnh linh thánh của Thiên Chúa trong mỗi con người chúng ta, bất kỳ đó là ai. Và sau cùng là xúc phạm đến chính Thiên Chúa đứng đã sáng tạo con người giống hình ảnh của Ngài. Chúng ta được mời gọi để tham gia vào cái sứ vụ của các thiên thần, tham gia vào cái số lượng của các thiên thần trong cuộc đời hôm nay. Khi chúng ta biết nhân danh Chúa để chìa một bàn tay thân ái, để mà tôn trọng, để mà an ủi, để mà chăm sóc, để bảo vệ những anh chị em yếu hơn chúng ta, thấp cổ bé miệng hơn chúng ta, và không có những cái phương tiện để có thể phát triển cái nhân phẩm của họ, lời mời gọi đó đã được Chúa cất lên trong phụng vụ ngày hôm nay. Xin cảm ơn anh chị em.